Trong những năm qua, ngành hải quan từng bước được hiện đại hóa theo hướng tuân thủ các chuẩn mực, thông lệ và cam kết quốc tế, đáp ứng yêu cầu về hội nhập, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, thúc đẩy tăng trưởng hoạt động xuất nhập khẩu của cả nước. Các thủ tục hải quan từng bước được hoàn thiện theo hướng đơn giản, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu và đáp ứng yêu cầu về hội nhập kinh tế quốc tế. Đến nay, đã có 34 trên 34 cục hải quan và 170 trên 170 tri cục hải quan thực hiện thủ tục hải quan điện tử, nhờ đó đã giúp ngắn được thời gian thực hiện thủ tục hải quan của doanh nghiệp. Việc triển khai thực hiện thủ tục hải quan điện tử đã mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp như có thể khai báo mọi lúc mọi nơi nếu kết nối được Internet, hạn chế giấy tờ, giảm thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu giúp doanh nghiệp vừa tiết kiệm được chi phí hành chính, vừa tiết kiệm thời gian nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và tham gia cơ chế một cửa của ASEAN. Là ưu điểm rất là nhanh, nếu như các tiêu chí của nó mình đáp ứng đầy đủ thì nó trả về thông quan rất là nhanh. Cái hệ thống mới này nó nó cũng nhanh cái cái chi tiết mà khai trong cái tờ khai hải quan nó giảm bớt một cái số chi tiết so với cái hệ thống cũ. Bên hải quan với lại bên cái bên mà bên hệ thống hệ thông quan cũng có tổ chức các khóa tập huấn cho doanh nghiệp. Nhằm phấn đấu thực hiện mục tiêu đến cuối năm 2014, giảm 50% thời gian thực hiện thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu so với hiện nay và giảm số lượng giấy tờ đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Ngành hải quan đang chỉ đạo quyết liệt cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch, công khai, thuận tiện và thống nhất, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế về hải quan, đồng thời khẩn trương xây dựng, hoàn thiện và đưa vào hoạt động cơ chế một cửa quốc gia. Việc thực hiện cơ chế một cửa quốc gia sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Từ chỗ thông quan một lô hàng có thể phải đi xin giấy phép của nhiều bộ ngành khác nhau, rất mất thời gian và phải chuẩn bị nhiều chứng từ, cơ chế một cửa quốc gia đã cho phép doanh nghiệp chỉ phải nộp một bộ hồ sơ duy nhất. Cơ chế một cửa quốc gia sẽ là điểm trung chuyển hồ sơ đến những nơi yêu cầu và trả hồ sơ theo đúng thời hạn cố định. Khi chúng ta đã thực hiện ứng dụng bộ thông tin rồi, đúng không? thì chúng ta sẽ tiến đến một cái bước là đơn giản hóa nhất có thể, không thể bắt doanh nghiệp nộp những giấy tờ mà cơ quan nhà nước chúng ta đã có. Thực hiện được nguyên tắc này và thực tế nó là cái gì thì nó sẽ là một cửa quốc gia thật sự. Đó là ví dụ như người làm người khai hải quan, người hoạt động xuất nhập khẩu. Họ hàng hóa cần giấy phép, hàng hóa nó cần phải cái giấy kiểm tra chất lượng, hàng hóa tiêu chuẩn hàng hóa đúng không? thì cái giấy nó ai cấp giấy phép là bộ công thương cấp ví dụ vậy hoặc hoặc bộ nông nghiệp cấp thế thì cũng là cơ quan nhà nước ấy. tại sao cơ quan hải quan không hỏi cơ quan nhà nước mà đi hỏi doanh nghiệp các nước vậy thôi tức là như vậy tờ khai của họ nói gì hàng tôi có giấy phép cần phải giấy phép tôi đã có rồi số là thế này ngày này hàng tôi đã được kiểm tra tôi đã kiểm tra rồi số này ngày này và như vậy là cơ quan hải quan trên cơ sở dữ liệu dùng chung đó mà đi tìm cái, cái chứng từ điện tử đó tự tìm. Theo dự kiến của Bộ Tài chính, từ tháng 11 tới sẽ chính thức kết nối cơ chế một cửa quốc gia giữa Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải. Trước mắt sẽ có ba thủ tục của Bộ Giao thông Vận tải được kết nối vào một cửa quốc gia là thủ tục đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh và quá cảnh. Nếu như hiện nay, ba thủ tục đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, doanh nghiệp phải trực tiếp cung cấp thông tin và giải quyết thủ tục nhận kết quả tại từng cảng vụ. Trong tổng số 25 cảng vụ trên cả nước, thì khi kết nối vào một cửa quốc gia, doanh nghiệp chỉ cần gửi thông tin đến cổng thông tin một cửa quốc gia. Sau đó, thông tin sẽ được chuyển đến từng cảng vụ liên quan giải quyết. Kết quả sẽ được cảng vụ truyền lại cho cổng thông tin một cửa quốc gia để thông báo cho doanh nghiệp. Với số lượng lên đến 98.000 hồ sơ liên quan đến thủ tục đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh như trong năm 2013, Việc chính thức kết nối một cửa quốc gia sẽ là một bước tiến lớn trong đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí cho doanh nghiệp. Theo ban cải cách hiện đại hóa hải quan, sau khi kết nối chính thức với Bộ Giao thông Vận tải từ tháng 12 năm 2014, cơ chế một cửa quốc gia sẽ được kết nối với Bộ Công Thương. Các bộ ngành khác cũng đang lên kế hoạch tổ chức tập huấn, đào tạo cho doanh nghiệp để sớm triển khai thực hiện thủ tục trên cổng thông tin một cửa quốc gia trong năm 2015 khi cơ chế một cửa quốc gia được triển khai đầy đủ sẽ tạo được bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính giảm thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu đồng thời đảm bảo cam kết của việt nam trong việc kết nối vào cơ chế một cửa asean